Trời ơi, trời ơi, quá rồi. Vừa bể chai rồi, kéo được hết rồi. Ui, quá. Trời ơi, cá chai. Thánh thần thiên địa hội ơi, sạch không nổi luôn. Ra, 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 dắt xe ra coi. Dắt xe ra. Hả? Trời ơi, sạch không nổi luôn. Thánh thần thiên địa hội ơi. Hết biết cái chạy cá thiệt. Đường con xếp vàng đó của anh chị. Đang gỡ mà có hết pin đó cô anh chị thông cảm nha. Còn có mấy hàng trăm pin nè. Quá trời. Hả? Dọc đâu dữ vậy? Mày chạy chạy hả? Dạ. Mày một chai. Trời một chai. Cho tao hai ba con đi. Rồi mày mày mày. Ba ba mày. Trời đâu quay. Ơ mình đi nè coi. Trời ơi. Quá mệt rồi. Quá mệt rồi. Ai biết đâu. Đó, lâu lại nó bắt cá ăn ngộ chứ. Trời ơi, có cây với thì gì ạ? Lạnh ba hơi đó. Ủa chứ, chỗ này đâu có cây đâu. Có, có cây tạm. Ừ, dạ. Lặn nhỏ luôn. Linh mến chào của cô chú anh chị. Thì trước khi xem video, cho Linh ít thời gian để giới thiệu sản phẩm của Linh nha. Thì hôm nay Linh sẽ nói giá từng sản phẩm luôn. Thì sản phẩm lúc này thì là này tim sen hay còn gọi là trà sen. Thì cái bịch này là nửa ký nè. Bịch này nửa ký thì nó 200 ngàn. Thì mình uống thì khi mình uống thì mình uống một muỗng cà phê thôi. Mình bỏ vô bình nước trà đó. Mình uống hàng ngày thì tốt cho tim mạch nè. Rồi mất ngủ nè. Nói chung là tốt cho sức khỏe đó. Còn đây là sen lũa trắng. Dùng để nấu chè nè, hầm rồi nè, hầm yến rồi đó. Thì cái bịch này là nửa ký, Linh bán nó 120 ngàn. Thì khi mình nấu á, mình phải ngâm nước nóng, nước ấm chứ. Nước ấm á, cho nó nở ra bằng như ban đầu á. Thì bịch này nửa ký thì nó khi nó nở ra là khoảng 1 ký trở lên nha các anh chị. Còn này là sen hột đỏ. Thì sen hột đỏ dùng để uống bia nè, rồi Linh bao ăn cái này luôn. Nó ngon dữ dằn lắm. Thì cái bịch này là Linh bán 60k. Rồi Linh cũng có bán thêm sen tách muối nè. Thì sen tách muối này là người ta đã tách rồi đó, người ta ướp muối. Thì cái bịch này Linh bán 50k. Thì ăn thì người biết ăn thì nó giòn, nó dễ bể lắm không các chị. Còn mình mới mình không biết thì nó hơi cứng. Rồi cũng có loại nẻ đó nè. Thì loại nẻ nó không có muối nè. Thì bịch này Linh bán 40k. Thì nó ăn cũng vẫn béo thôi. Béo như cái bịch có muối nhưng mà nó không mặn mặn. Còn sen Linh cũng có bán sen hột đó nè. Sen già. Đây sen già Linh chưa có ra ký kịp. Thì cái sen già nè về mình rang á. Mình rang cái mình ăn sống cũng được. Mình rang cái mình ăn nó thơm lắm. Còn nếu mình không ăn á thì mình rang á mình nấu nước mình uống là cũng tốt cho sức khỏe của các bác chị. Thì cái này Linh bán 1 ký nó là 80k. Rồi anh em nào, anh em với cô bác anh chị nào mà có ủng hộ Linh đó, hãy kết bạn Zalo với Linh nha. Thì Linh cũng có ít đem điện thoại theo nên là không có nghe máy được. Thì cô bác anh chị kết bạn Zalo với Linh. Số Zalo là 0367 538 315. Còn về tiền cũng như nhiều người cô bác anh chị hỏi là tiền ship sao, là người nhận chịu tiền ship cho các anh chị. Vì vậy, Linh là Linh sát giá luôn rồi. Linh sát giá cho các anh chị luôn rồi đó. Bây giờ Linh mời cô bác anh chị xem video của Linh nha. Linh mến chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Linh đi chài một mình. Thì hồi nãy Linh mới vừa đi ra tính đi chài thôi là hai ba người hàng xóm á, hai ba nhà luôn dặn cá lên đến trơn rồi. Linh chưa Linh mới xách chài đi ra và dặn hết trơn rồi. Giờ không biết là thường thường ông bà ta nói là dặn trước là không bao giờ là chài chài có nha các bác anh chị. Thì giờ không biết sao đây. Bây giờ Linh nói thì nói vậy thôi mà không biết nhân gian thì người ta nói vậy thôi, không biết sao. Bây giờ Linh đi chài nha. Cái bến này, cái bến đầu tiên nè. Cái bến này là bữa đó xảy đi chài với ông chú á, là xảy con cá gì không biết cái gì luôn, nó tung một cái hang nóng lạnh luôn. Giờ để Linh trả lại coi có bắt được nó không. Chắc đi
chắc đi 80 thì vương rồi quá. Bây giờ Linh đi chài đây. Linh đi chài thì nó có một mình thôi đó, nên là không có ai quay, nên là nó cảnh nó cũng hơi khó xem không có bán chị. Giờ Linh mời cô bán chị theo chân Linh đi chài cá nha. Lục bình trôi. Rồi chài đầu tiên không nghe gì hết, không nghe gịch gì hết. Cái bữa đó gịch nôn quá. Rồi đó, rồi có cá cóc. Rồi được hai con. Được. Được có hai con các bác anh chị. Này được một con cá cóc nè. Một con cá cóc với một con cá mày dảnh. Đây chài đầu tiên. Với một con cá dảnh mày dinh. Mày dinh nhỏ nè. Đi Linh thả dinh nhỏ nè. Hơi ở đây con nữa nè. Thôi chài này cũng được hai con chài đầu tiên. Bây giờ tới chài tiếp theo nữa nha cô bánh chị. Chài đầu tiên thấy quớt rồi đó. Con cá gì bự lắm cô bác anh chị ơi, nó gịch. Linh chưa kéo mà nó gịch như cá bự vậy đó. Linh cầm máy đây. Có bến người ta hả? Không qua nó không đủ ăn không nghỉ rồi. Cũng bọn đó. Vô rồi, vô rồi. Chài mà nghe cá gịch là nôn à. Chài mà nghe cá gịch là nôn à. Đi đâu về hả? Coi học với đâu trời. Ở ai cho học nổi. Phải lít lít vụ con gà mới cho đi theo học chứ. Phải không cô bác anh chị? Đi theo học chài thì mới vậy chứ sao. Bữa nay Linh không dám kéo mạnh đó, thấy chưa, thấy chưa, không biết cái gì nè. Hồi nãy tao quăng xuống một cái nó gịch tao rồi, tao chưa kéo là nó gịch rồi. Đó, bữa nay Linh rút kinh nghiệm mà cô anh chị, không dám kéo mạnh nữa. Chết xì xì tim rồi, không biết nó có ga không nữa. Xì tim đó. Đó, còn. Ờ chắc vườn cái xấu quá. Không có ai quay nên là nó khó xem của anh chị.
Trời ơi, quá rồi. Bữa bể chai rồi, kéo được hết rồi. Ui, quá. Trời ơi, cá chai. Thánh thần thiên địa hội ơi, sạch không nổi luôn. Ra, dắt xe ra coi. Dắt xe ra. Hả? Trời ơi, sạch không nổi luôn. Thánh thần thiên địa hội ơi, hèn chi nó nghịch. Trời ơi, long thần cái chai ơi. Hết hồn. Hết hồn rồi, con mê cả thế trời. Trời ơi, thèn cho nó quăng xuống, nó ghi tôi một cái nha. Nôn luôn mà. Rồi hết riết rồi. Có bán rồi không? Bán bạn con chân tương đi. Bán không? Bán, à? Bán bạn con này coi. Thì bán chứ. Ừ, bán mình con đi. Bán không? Bán con về chân tương ăn không? Dạ, rồi hai người chia hai con đó đi. Ừ, hai con bự nhất. Rồi. Có cân, có bạch nổ không? Đâu có nổ gì đâu. Vậy tôi đi chạy, tôi đâu có đem bạch nổ. Ừ, cá thối thần trời. Có không? Quá đó, có bạch nổ kìa. Có cân lắm kìa. Con này. Con hai con cỡ không à? Không nhận cái mê. Ừ rồi, long thần kiếm thật chứ. Cái này. Ôi. Cái này có cái mồi không? Sợ thiệt. Ừ. Giờ này đâu thấy? Cái căng nữa kìa. Mà giờ kéo căng kìa. Nhậu chứ làm cũng nổi. Có hồn đâu. Trời cá ghê. Thôi con cá. Cá đồ mẹ nghĩ nó muốn bại xong luôn. Cá này biết cái gì không? Cái gì? Cái này giống cá chép quá ta. Cá chép. Cá chép. Rồi, cá chép này hết thôn không? À, vô một cặp luôn mà. Hết hồn nguyên đùm cá bự không trời. Cá bành bành không? Ừ. Rung tay không? Trời. Rung không? Rung sao rung. Kéo lên một cái gì đâu mà. Không thấy gì đâu, giải chài lên rồi, giải quá rung tay luôn rồi. Ê. Rồi ông bắt đi, bắt đi. Bự quá mà. Cái bịch đó là đi về không có còn cái bịch không? Ê. Này căng chứ sao lại chỉ căng ra. Lấy ra. Nè, kéo ra. Một ký, một, hai, ba. Ký ba 50. Lấy ký ba thôi. Nhiêu tiền? Giờ anh bán nhiêu ký? Về chân tương ăn thôi. Ừ. Chà, cá này. Nhiêu ký? Ai thấy bự ham về chân tương ăn chứ gì vậy? Giờ biết sao ta? Cá nhỏ, cá trắng. Cá trắng là nè. Thôi, cá 50. Con này 50 hả? Ừ. Một ký ba, chạy về anh bán 40 ngàn ký. Ừ. Không ai 40 thôi. Thôi. Theo cây nhà lá vườn 40 đi. Em nghe nó thấy. Cá 40 đi. Chi mấy? Rồi đang ra nè. Cũng như là 30 ngàn ký vậy. Rồi rồi hai con cỡ luôn, cũng cái ba luôn. Mẹ nó đi. Cần xuống hay là dưới điện. Thấy không? Cái ba 50. Đó, cái ba 50. Cái này nè, lấy tiền. Rồi đây. Rồi 40 nữa. Rồi. Mẹ em lại. Để bán cho anh em ăn. Bán gì ăn kho tương ngọt ăn giống gì đó. Đúng rồi, cái này là chân tương là thôi thầy ơi. Thôi hai con cặp con cỡ một rồi trời. Bỏ mẹ vô đây cái đi tính. Ừ. Giải mà ghi lên chắc con tay nó giải quá không có cái gì con tay luôn không. Tôi quăng một cái nha, nó gịch ngược không à, tôi đâu có dám kéo lên đâu. Gịch đủ mẹ không bay xong luôn rồi. Thôi xả hoài. Vừa thôi. Là đủ má con tay thì bay luôn xong. Kẹo quá. Ủa theo nhiều chứ. Ôi con cá nè anh em ơi. Ở trò vô cà trôi mày vinh hả con nào nấy. Trời ơi hàng chi nó quăng một cái nó gịch rồi nôn rồi, chạy lên kéo cái chài liền. Thôi dẹp cân đứng nó hoài. Tiện ở chỗ Linh nhát nè, hai con cỡ một là hai con đó là như ta. Để đi đi. Rồi. Đúng rồi. Ừ. 2,5 kg. Má có một người ngu quá. À. Nãy con ký 350 thì hai con 2,7 kg. Phải không? Ừ, 2,7 kg. Tới gì là con ký 2. Ừ. Ừ, nãy đang dưới đây con đúng không? Nhỏ thì cá nhiều quá giờ không có
không có kiểm soát được luôn. Lo nãy gì lo bán. Lo bán lo gì được không? Rồi tôi quăng cái chài một cái nó gịch là thấy nôn rồi. Đâu dám kéo đâu. Để cho nó hết miệng với cái kéo hả? Ừ, để cho nó hết, tất nhiên là nó mệt đó đi. Kéo được rồi hả? Cho nó mệt đó đi. Ừ. Kéo lên mới nổi chứ. Trong thùng được nhiêu vậy? À, chài mới chài này chài thứ hai nè. Chài đầu tiên nãy nhiều không? Ít, chài đầu tiên ít. Chài đầu tiên có hai con à. Nãy tao cũng có cái bến mày mới bán gì bên đây? Mới trắng sèn nổi rồi. Mới trắng sèn đó. Tao đâu có quăng. Mới trắng sèn cá nào lại? Dạ. Có con cá nào lại đâu? Thì tao mới bỏ bến đó tao mới lại đây nè. Bến đó chắc hồi lâu lâu mới lại quăng quá. Thì mới trắng sèn phải không? Mới lội mà. Cá nào có lại? Dạ mấy phần 5 phần. Chạy 5 phần. Mấy cá bự mà. Mẹ chạy đất đó. À, thôi ông. Chạy nha, muôn thu vạn tế mày đừng con quá. Ông bài bậy không à. Được à, bài hết bài luôn rồi. Tôi đã bài hết bài luôn rồi. Đó là còn cái đấy. 2 ký rồi. Chạy 5 phần là người ta đã ghen rồi đó. Cá nó lớn lắm. Kéo lên chút chết rồi. Ừ, cá này cá trắng nó mau lắm, nó mau ngủm lắm. Lớn lớn rồi, phải giải xong rồi quay lại cạo oxy liền á. Ừ đúng rồi. Cái này ôm bỏ vô mương. Đúng rồi. Con có được cái điều không? Cái chạy oxy. Có điều không? Cô bắt con hai con nuôi đi. Có điều mà sợ nó ra không? Đâu ra? Trời ơi, cô mà để là trường cặp tha hồ đẻ. Cái này hả? Nước có phèn không? Nước ngọt có được. Không, nước ngọt. Ừ, bắt con bắt cặp nuôi đi. Nè, nó còn sống. Biết được không? Được. Nó nổi lên mà Tư không ăn nó chết chửi, mà chửi tao. Nữa. Nuôi mà sợ không à. Tao mà cá nãy để lâu cũng hơi dở quá lên lên. Phải không? Ừ, hồi mới kéo rồi. Ờ, hồi nãy á. Đúng rồi. Chứ để lâu vậy là cũng thấy rồi. Nó để xuống là tự thà. Mừng quá cô anh chị ơi. Đó, cô còn được như đây nè. Đã không? Quá đã luôn. Bữa nay không có ông chú đi theo ổng quay. Nếu mà ông qua ông đi theo ổng quay chắc ổng là trời luôn quá. Rồi tới trời tới trời cho có anh chị. Quăng cá chài sao kỳ vậy? Tới đây làm như là nó nó không có buông luôn của anh chị. Bó tay thiệt. Con mà con có cá hay không là quan trọng đó nè. Rồi cái con gì? Con gì xì tim? Đừng nói kéo như hồi nãy nha cái chày. Mới vừa rồi á. Rồi. Con cá nó ra rồi. Này không Linh không dám kéo mạnh luôn. Bắt
đâu mà vô có chạy quả rồi. Ôi ôi con chép vàng nữa quá rồi, lông thằng kiếm luôn vô rồi. Vì ông không bắt thì cũng có cái mẹ có bầu kia nãy cũng có dặn tôi kìa, nó có kiếp vàng á, chài cho bà không biết chi không, cho bà có bầu ăn. Rồi đúng đó, nó thùng cá ăn cá kiếp vàng không ạ? Xa quá thì ông này không chài được con chắc tới 2 kg. Đã không của anh chị 30.000 kg mua ăn. Ăn lấy chạy về lấy tiền mua. Em làm gì em ăn mà. Chạy gì? Cân cho nó mấy ký vậy? Cân cho con nó mấy ký? Hồi nãy hàng làm YouTuber luôn hay gì vậy? Nãy giờ gỡ cá cái. Hồi nãy được 2 con, hai người kia cũng chạy ngang đớp luôn, người con. Con gần ký 4. Con nào cũng vậy. Đang để gỡ cá cái. Nhà gần đây không? Đẹp buồn. Ừ. Thấy ông đều quen quá thôi. Thấy có gặp đâu rồi. Để thức ăn hay vậy? À, bán. Để thức ăn hay gì vậy? Có bọc không? Vô xe cho ta chạy. Để lấy cái bọc nè. Nãy giờ đi kiếm cái bọc không có của anh chị ơi, thì cũng được nhiêu đây nè. Đó, đã không? Thì con chép vàng đó là khoảng 2 kg, 2 kg là chắc luôn của anh chị. Chỗ này nước chảy mạnh quá.
cái vô. Thả cái vô luôn. Trên này bổn. Đi lên. Đi lên quay. Đi lên quay cái máy kìa. Không có ai quay nó hơi bất tiện hả các anh chị. Thì cái chài này cũng được. Mấy con nè. Một con, hai con. 3 4 5 6. Ồ có rùa biển. 7 8 9 con. Đang được 9 con. Với con cá giò nãy nó là 10 con. Rồi bây giờ để Linh gỡ cái chài này nha. Sư phụ. Lại gặp sư phụ nữa rồi. Ú, cái gì vậy? Được con hả? Đá đá cái phi bự đá đá. Có phi này thua con cá rô. Trời ơi con cá rô kiến bự dữ anh. Cá phi thua cá rô luôn. Ừ. Đâu cá rô đâu? Xem mới tin. Rô như cá rô nuôi vậy đó. Đâu? Trời ơi con cá rô. Này cá rô nuôi quá ông ơi. Đâu phải nuôi. Phải không? Hay rô động. Rô đồng. Gì lông thần kiếm dữ hả? Ừ. Rô đó là ăn hả? Mồi nhái á. Ừ con này là nó ăn mồi nhái thầy. Ông lão không quơ được như này của anh chị. Trời ơi con cá lâu kiếm. Không thể tên nào tả nổi con cá lâu kiếm vậy luôn. Nửa ký á. Hơn nửa ký á. Mấy chài rồi? Ba chài. Ông rải mời tới đâu tới đâu rồi? Yeah. Giờ về. Có gãi cái bến ngay chỗ cái cầu sắt không? Cầu sắt nào? Cái cầu thành. Có, chạy rồi. Chạy rồi hả? Mấy bánh ở bên đây. Bên đây nè. Rồi rồi xong rồi. Gì là hỏi rằng khỏi gãi chứ không gì. Vì là mất hết bến hả? Rồi ba bến nhiều đó đấy. Vì là anh Linh mất hết bến. Hồi nãy vứt được con cá chép vàng 2 kg. Đã bán chưa? Bán rồi. Như vậy. Nãy con đó hả? Bán cho thằng đó 50 ngàn luôn. Hai con. Hai con luôn hả? Trời ơi. Hai con. Đã vậy? Trời ơi. Ngờ mẹ nè, dính vậy đó. Ừ, dính sao? Đó, bự bự không đã vậy? Chốt á là nó bị lớn vậy nè. Ừ, vậy. Chứ vậy đã hiền. Ba con là khô là ăn cả bữa cơm mà rất ngon lành. Có mà con cá rô đó với con cá chốt đó là coi như là ngon luôn. Rồi ok. Rồi, rồi về, đủ ăn rồi. Đủ ăn về hả? Rồi tôi vậy là tôi bỏ bánh đó đi vô trong kia luôn. Ê, cái bánh trước cửa ông có quăng chưa? Nghe cháu Tiến hả? Ừ. Chạy rồi. Chạy rồi luôn rồi. Rồi cái chỗ cái bãi mà mày dọn ngày hôm qua. Không, có bến lần này nữa nè. Lần này chạy rồi. Chạy rồi luôn. Rồi xong luôn. Thì đó một bến với chỗ trụ ngoài này một bến nữa chạy. Ra đây. Rồi xong. Và. Trời ơi, em có mấy bến. Ẩu quốc Linh. Ơi, bây giờ còn cũng như còn hai bến nè cô bánh chị ơi. Ông lão ông quốc Linh hai bến rồi. Ôi, có hát nhạc luôn của bánh chị ơi. Người ta vừa bắt luôn. Thôi thôi.
Có gạch, có gạch. Nhà sát bên chuẩn bị hát nhạc, không biết sao đây. Nếu lỡ mà kéo lên có hát nhạc Linh tắt tiếng luôn á. Mới thử à, mới thử nhạc à. Đó. Chài này còn chài nữa. Chài này nó lẽ là cái chài cuối nè. Mà cái chài đầu, cái chài thứ nhì á là ngay chỗ người ta. Trời ơi. Người ta tấn sen rồi. Người tấn nước sen á, nên là động á rồi Linh chừa lại á. Rồi tới chài thứ ba mà Linh kéo lên không nổi á. Cái chài thứ ba mà thành chài thứ nhì á. Đó. Trời ơi, trời ơi, chết vàng nữa. Quá rồi. Quá trời cá luôn rồi. Đó, thôi thích. Quá. Hết biết cái chài cá thiệt. Đường con chấm vàng nó có anh chị. Còn cái chài kia lâu quá không biết là có cá không nữa nè. Vì cái bến là bến thứ nhì mà bị tấn nước sen đó nên là động rồi, nên là Linh không có quăng, Linh để dành. Ở đầu mùa tối mùa giờ mới được con cá phi. Khoan ha, hát nhạc ông ơi, đợi chút đi. Đó, ta đang thử, đang thử video. Cá thì ham thiệt. Cá nhiều mà Linh không có thời gian đi quăng luôn của anh chị. Bởi vậy quăng được có một buổi à. Buổi đâu được mấy chài đâu. Bây giờ nhà đơn chiếc. Linh rảnh là Linh đi quăng liền à. Mấy chài thì Linh cũng quăng đó. Cứ quay nước kém nè, cá quá trời cá luôn mà. Rồi cái vàng cao kê bị gì rồi. Thả bớt. Chỉ gặp con chú Linh là bắt Linh bắt luôn rồi. Đó, tới chép vàng. Lát đi ngang nhà ông chú. Cũng gần nhà ông chú nè. Cá chép vàng này cho ổng nuôi luôn. Đó, chài này nè. Chài này nó nữa là chài cuối cùng nè. Mà giờ thành cái chài thứ hai thành chài cuối cùng. Bây giờ để Linh đi chạy ngang nhà ông chú, Linh cho con cá này. Ông chú có cái đìa bự lắm, ông nuôi. Rồi Linh phải chạy lại cái. Cũng xa lắm, còn cái bến nó xa lắm. Rồi Linh đi đây.
xém nó quăng rồi, dưỡng cỏ rồi. Hên rồi, bến này bến cuối, bến này bến thứ hai thành bến cuối luôn cô anh chị. Giờ để Linh khoan, để Linh cắm máy vào đây. chụp hầm ơi. Linh cúp cái máy xuống chút cho nó sáng đó. Bến này lâu quá không biết sao đây. Rồi chắc lặng quá. Kì cho lại anh hửi dép Linh. Gì con? Rồi cái bến này phải lặn rồi. Bến này phải lặn rồi cô anh chị ơi. Để Linh đưa cái máy lên. Lặn qua đó đó. Trời ơi, đang đói bụng nữa chứ. Mà lặn biết lặn nổi không nào, quá trời sâu. Phải lấy hơi mới được cô bác chị ơi. Nó sâu. Nước mà nó ép vô lỗ mũi luôn cô bác chị. Quá mệt rồi. Hên là lâu lâu mới lặn chài đó. Mà chài nào cũng lặn là không nổi quá chị. Lên hạ máy xuống quay máy mà kéo cá lên. Rất ngay chưa ta? Lên nặng dưới á, đụng cá dưới á. Trời ơi, từ dưới nữa nha. Lên con ơi. Không lên rồi, lặn cái nữa rồi. Lặn cái nữa rồi cô bác chị. Lên lặn lặn cho cô bác xem. Cho cô bác chị xem Linh lặn. Rồi
Nãy gỡ rồi mà ta. Ôi. Ôi ôi. Lặn chập hai. Cày nhóc ơi của ba chị ơi. Lặn chập hai. Lâu hơn là chập. Chập thứ nhất nữa. Phải nhìn lên phải nhổ cày ở dưới á. Tại nước nó bê xuống nên là chịu, chứ không phải nó nằm trên này thì nó không dướng. Rồi giá đừng dướng nữa nha, lần hai thôi, hai mệt rồi. Mày ơi, bỏ tay rồi. Phải lặn hơi thứ ba thôi cô bác chị em. Ôi cái trời, lặn hơi ba hơi luôn. Hết cơm rồi. Cái trời mà lặn ba hơi là hết cơm rồi. Còn dứa không? Hết rồi. Hết dứa rồi. Mừng quá. Téo rồi cô anh chị ơi. Rồi cái chài mà lặn ba hơi. Quá dữ. Thôi mũi luôn rồi. Rồi có cá không nữa nè. Đó. Đó, đó, đó. Trời ơi, trời ơi, quá trời luôn kìa. Thôi ơi, hết biết cái chai. Lặn không ủa. Đây, đây, đây. Không uổng lặn nha con bánh chị. Đây, không uổng lặn. Bể chai luôn rồi. Ôi mệt cô bác chị ơi. Quá trời rồi. Bể chài rồi cô bác chị ơi. Đây. Trước nữa nè. Cái chài này là bể chài chứ không có nói gì đâu. Ôi ơi. Hả? Ôi mệt. Hả? Quá trời luôn không? Mai mốt mà phải dọn sạch bến cho anh Linh quăng nha. Chứ anh Linh lặn lặn nãy là cái chài này là ba hơi là mệt lắm rồi đó. Ơi nọc là không có dưới rồi. Hết biết cái chài rồi. Con cá nào có nãy như con trâu á. Thôi thôi mày dinh banh banh không. Thôi giờ để Linh cầm máy Linh gỡ.
cái máy giờ hết pin luôn rồi. Đang gỡ mà có Linh mà đang gỡ mà có hết pin đó cô hết, chị thông cảm nha. Còn có mấy 100 pin à. Quá đần. Hả? Dọc đâu dữ vậy? Trời chạy chạy hả? Dạ. Mày một chai. Trời một chai. Cho tao hai ba con đi. Rồi mày mày mày. Ba ba mày. Trời đâu quay. Ơ mình đi nhé coi. Ơ. Quá mệt rồi. Quá mệt rồi. Ai biết đâu. Đó, lâu lại nó bắt cá ăn ngộ chứ. Trời thì có cây với thì gì vậy? Đánh ba hơi đó. Có gốc cây tạm ừ, lặn nhỏ lên luôn. Ôi ôi cá không chục chứ hả? Cá thấy sợ quá vậy sao mà tao thấy thằng nào cũng ghé hai chỗ này nó sơn nó chạy chơi á phải không? Ừ. Sao không có ai dưới cái sao có mình anh Linh dưới người ta. Cái thằng gì trên cái đường cắt nó hay xuống làm á. À nó giải ngoại hả? À giờ nó không dưới biết gì đó, tao thấy nó có lặn đâu nó kéo không à. Ờ vậy nó coi nhận quăng mấy tên. Ờ nó quăng lên đây nè. Ờ phải rồi. Phải rồi, phải rồi. Quăng lên đây phải không? Phải rồi. Đúng rồi. Wow trời 5kg cá rồi. Trời ơi anh Linh là quăng. Anh Linh là quăng vậy không đó. Lát nữa tôi bắt chợ đó. Lát nó xin ít con dạng. Đó. Nó vô lấy bủ đi. Mày nói vậy mà có cho không? Nó không cho tôi cũng bắt nữa. Tại nó chạy của tôi rồi. Nó chơi cho nó chạy một chạy nhiêu đó. Cá và cá ba nuôi luôn ừ. Cá ba nuôi nên là phải chịu thôi. Rồi rồi mày nhóm gốc cây đó không nói hả? Rồi nhổ luôn rồi. Ờ nhổ giục mẹ. Chỉ có mấy cái tràm mà nó xỉa xỉa vậy nè. Xỉa xỉa. Ngay chỗ cái bậc đất á. Rồi hôm đó tấn ba cái cây đó mày ơi. Phải không? Rồi nó nhả ra đó. Rồi nhổ luôn không biết hết không nữa chưa nữa nè. Ừ rồi nhổ giục xong luôn hả? Giục ngoái luôn. Trời ơi sâu lắm chứ bộ. 4-5 thước nước bà nói. Lặn ở dưới là tôi ngáo luôn đó. Trời ơi nó chài một chài lưới ông nội ơi. Cái chài này sao bằng cái chài đằng ngay chỗ ông Tấm Khéo. Vậy hả? Chài Tấm Khéo dữ hơn chài này nữa. Vậy hả? Ừ. Vậy sao nó không chích xong có cá ta? Có không ta? Hồi nãy có con bà đó phải không ta? Nãy ừ, có không ta? Có gì? Ừ có. Có gì? Nãy có thằng cái đó thằng con bà đó, gì bên đây. Tí. Ừ tí đó. Ở đâu có cái đó? Đẳng á, chài này đâu bằng chài đẳng đâu. Ồ, chài gì cái chài cá nó mê thì bán nhiêu ký hả? Bán nhiêu ký? 20 bán ký hả? Ủa mẹ 20 thôi bán tao thay nhiêu ký đi. Bán rẻ cho anh em ăn chứ bà con ăn chứ giờ ai không biết ai biết mày bán hay không. Bán bán rẻ quá rồi bắt mắt quá bà con ăn gì nổi. Đúng rồi. Mày vậy thôi bán 1 ký tặng 1 ký đi. Trời ơi trời. Không biết tôi lặn 3 hơi dưới không? Lặn mấy hơi không biết nhưng mà cái đó cái tình nghĩa. Chứ đâu mày lặn. Trời ơi tình nghĩa. Đúng. Tình nghĩa là tế nhịn đó hả? Bán về bán 1 ký cho 1 ký đó cái tình nghĩa. Ừ. Tôi bán tôi lấy tiền rồi con này tôi cho ấy bộ. Ừ. Trời ơi. Mày chết luôn à. Thôi vậy mai mốt ông lại ông cắt lúa lại xin ông già già ăn thôi. Cái gì phải như mày không bằng cuốn á tao cho mày. Trời ơi ông. Vậy chứ ông không dân lưới dân câu hả? Lưới dân câu đâu mày thấy năm nay tháng tôi dân không? Sao không có? Dân đâu mình dân. Trời ơi ông. Không phải như mày làm của mày chợ mày mua bán mày tôi cho mày tự nhiên mà ngủ mày để xin cây lúa tới ai coi. Nói hay quá. Ngủ xong quá, cá nhóc nào cũng bắt mà ông đòi ông xin. Đất là đủ mà lớp mướn rồi đủ đất lớp hai nhà. Đó, tôi xin mày đâu tôi nói mày. Mần gì đó mà con giàu không nổi nè. Ủa mày có tắt hơi không đó để nói chuyện nho nho thế này. Thôi vô ta nè. Giờ mệt rồi gỡ cá không nổi luôn nè. Gỡ luôn à. Cái bữa đầu mấy cái lực. Còn là mày dánh không trời? Lực thiệt, còn mày dánh không à? Ừ. Mày dánh mày dánh thôi. Ô bà ơi, bà ra đây tôi cho ít con bạn rồi bà mua gì không biết à. Hàng sớm không à? Linh. Hả? Cái này là bán bữa đi coi chú ký à. Hên xui. Dánh mới đi chài. Hôm qua nay rồi, hôm qua có nhiều cái lắm rồi. Ừ. Cá thành ôn nha. Ừ. Mà nói chứ ăn nữa chứ bữa hai rồi, để thèm, đúng rồi. Thấy thèm chứ. Đúng rồi, nó chỉ có nào chả. Không, không có bán à, không có bán cái bự. Bán cái nhỏ mà. Vừa ông nói,
Giờ ông nói ngày mai mua cái bự chứ đừng mua cái nhỏ. Ông ơi ra đây cho 1 ký nè ông ơi. Trời nghe cái bến ông mà không lẽ bán không? Trời ơi mày rảnh ông nội ơi. Bởi gì? Mấy mốt ăn ốc đừng có liền ở dưới nha, để tôi kéo lên rồi mất công nữa. Tôi chơi cho lụm ngay bến bà phải lụm chứ. Lụm bà chứ tao đi tới đi lui ra tối tôi đi chứ đi chỗ đó. Sen đó. Thì bởi chết vậy? Đầu chết. Chị dẫn sen tối đi dẫn sen. Tối sườn mái rồi ạ. Mái còn đi còn không dám để dưới sông. Mấy mốt về dỗ sen về đậu xuồng trong đó cho nó mát. Trời mà... ơi bữa nay tại cái máy nó hư tao mới để đây chứ tao đem vô liền hả? Phải không? Giống mấy cái thằng ăn trộm thì bà nội tao ở thì để cho mày gì không mày. Chứ chê không đặng trống trống tôi quăng chạy mới được. Tại thì sao không mới có bữa nay rồi để về chứ mà bữa đâu có được. Thôi cho bà ơi bán chả. Thôi ấy cho 20 ngàn đi. Thôi. Vô có cái cân kìa. Rồi. Cho rồi. Nè. Rồi. Thôi. Thôi. Nè. Tiền bạc gì không biết. Mày ơi. Thôi. Cực khổ lặn thì thịt nảy. Thôi. Thôi thôi gì mệt quá. Cụ bia nó đỏ luôn rồi kìa. Đó cô bác chị đã không trời ơi cầm lên nóng nổi luôn rồi. cầm rồi đau tay quá bây giờ để không Linh chạy thử cái nữa. Hả không chạy thử cái nữa. Nó chạy mất đất cái tay rồi đâu còn lại đâu rồi. Linh cho cô bác chị xem kết quả của Linh hôm nay nha. Nói chung là cái chài này quá lâu. Rồi Linh đã vũ chài xong rồi Linh cũng để cá vô rồi luôn. Giờ Linh cho cô bác chị xem cá. Thì quăng vừa xong thì ổng cũng mưa đó, cũng lâm gâm dưới kinh nữa cô bác chị. Đó, này được nhiêu cá nè. Là cũng bán hết số rồi đó. Đó, đã không? Đã không cô bác chị? Quá wow. Quá trời luôn. Mưa thiệt. Thôi, để Linh đậy lại. Hình như được 6 chài của anh chị. Được 6 chài. Mệt. Với lại mấy chài đầu bị mất nắng nữa. Giờ lặn nữa cái nội cái bến này không là lặn 3 hơi. Quá mệt rồi. Thôi giờ về của anh chị ơi. Bởi vì Linh đi chài cũng trễ đó. Lên chài cũng khoảng 1 giờ rồi. Lúc đi chài là 1 giờ. Thôi giờ hè. Linh kết thúc video đây, hẹn cô bác chị lại cái video sau nha. Linh mệt mà vừa lấy hơi vừa nói chuyện luôn. Cô bác anh chị em nào mà chưa đăng ký hãy đăng ký nhấn chuông để ủng hộ Linh nha. Và nhớ cho Linh một like luôn, là một lượt thích ra cô bác anh chị. Bây giờ Linh về đây, bye bye.